Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Đạo sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm. Tập 66. Chương 651, trở lại 2. Người vốn một ý niệm liền có thể bỏ chạy cực xa, lúc này lại cảm thấy ý niệm của mình như là bị hút chặt, trở nên nặng nề, như hãm trong vũng bùn, không rút ra được. Nương tay, một mảng ánh sáng bạc từ ngoài tiểu lâu đến cực nhanh, trực tiếp đâm về phía huyệt thái dương của Lâu Cận Thần. Ánh sáng bạc này là kiếm quang, đối phương không chỉ muốn cứu người, còn có vài phần ý tưởng muốn giết người. Nhưng đũa trong tay Lâu Cận Thần không chút tạm dừng, ngược lại tựa như nhanh hơn vài phần, nháy mắt điểm mi tâm người kia, biểu cảm trên mặt người đó nhanh chóng cứng ngắc. Sau đó cả người bắt đầu tán loạn như khói đen. Mà tay của Lâu Cận Thần căn bản là không dừng, đũa không biết khi nào đã ở trước huyệt thái dương, thế mà trực tiếp kẹp lấy một mảng ánh sáng bạc kia. Thì ra là một thanh kiếm như lá liễu. Kiếm lá liễu màu bạc ở trên đũa của Lâu Cận Thần vặn vẹo, dãy giụa, Lâu Cận Thần vùng đũa. Kiếm lá liễu màu bạc kia liền đã bay ngược quay về, xuyên qua hư không, xuyên qua búi tóc một nữ tử ở đầu đường, búi tóc của nàng xõa tung. Sau một tiếng kinh hô, nàng cố gắng hút về kiếm lá liễu của mình, không dám tới gần chút nữa. Tiểu cô nương Hà Huyễn Chân đối diện nhìn một màn này, trong mắt hầu như toát ra ánh sao. Đi thôi. Lâu Cận Thần sau khi từ trong lòng lấy ra một đồng phù tiền, đứng dậy. Hà Huyễn Chân lập tức cầm lên hai cái bánh gạo nếp trong bát còn chưa ăn xong, gắt gao đi theo. Nàng phát hiện lúc mình tới gần Lâu Cận Thần, sau đó cảnh tượng thế giới đều thay đổi, vốn nhiều tầm mắt như vậy nhìn ở trên thân mình, ở một khắc này đều như bị một tầng lụa ngăn cách bên ngoài. Nàng cảm thấy mình như là được bao phủ ở trong một tầng khí. Cho dù rất nhiều tầm mắt xa xôi kia lúc đầu đều như bị chôn vùi. Tiểu nhị vốn muốn cản Lâu Cận Thần thu tiền, nhưng thân hình của Lâu Cận Thần nhanh chóng biến mất, đồng thời hắn nhìn thấy trên bàn có một đồng tiền phát sáng. Trưởng quầy lập tức tiếp lấy, đang lúc cẩn thận đánh giá, một công tử đi tới, nói, cho ta. Vâng, công tử, ngài xem, phù tiền này. Công tử áo trắng kia sau khi tiếp nhận, cẩn thận cảm thụ, chỉ thấy một vầng mặt trời đỏ mới lên, hào quang vạn trượng, vạn vật thức tỉnh. Loại ý tượng này làm người ta cảm thấy to lớn mênh mông, tâm tình thoải mái, mây đen trong lòng đều bị xua đi. Phù tiền thật cao minh, đây là người nào? Có thể chế ra phù tiền ý cảnh như thế, chẳng lẽ là người của Thái Dương Cung? Người của Thái Dương Cung nếu cũng nhúng tay việc này, công tử, vậy còn phải cẩn thận chút. Trưởng quầy nói, ta biết. Công tử áo trắng đó nói, chẳng qua, người này giết yểm quỷ của ta, cũng không thể cứ như vậy để hắn chạy mất, bằng không, một vùng Mộng Trạch Thành này, ta còn hiệu lệnh như thế nào? Công tử, theo ta nói, phải cẩn thận, ngài tuyệt đối không thể trực diện người này. Trên thân người này có một luồng hàn ý, ta không biết vì sao, nhìn thấy hắn liền dùng mình. Trưởng quầy kia nói, xem, ra có thể là sát tinh, ta sẽ cẩn thận. Công tử áo trắng nói. Lâu Cận Thần dẫn theo Hà Huyễn Chân trực tiếp ra khỏi Mộng Trạch Thành. Ngươi muốn đi đâu? Lâu Cận Thần hỏi. Ngươi không cần ta nữa sao? Hà Huyễn Chân yếu ớt đáng thương nói. Đừng diễn trò, ngươi nếu nói cho ta biết một số việc, ta có lẽ có thể giúp ngươi một chút. Lâu Cận Thần sau khi dẫn theo Hà Huyễn Chân ra khỏi thành, cùng nàng đi trên đường. Ta, ngươi muốn biết cái gì? Hà Huyễn Chân hỏi. Kiếm Linh Sơn còn hay không? Lâu Cận Thần hỏi. Không còn nữa. Hà Huyễn Chân nói. Kiếm Linh Sơn phá diệt, có phải bởi vì ngươi hay không? Lâu Cận Thần hỏi. Hà Huyễn Chân trầm mặc một phen, Lâu Cận Thần tiếp tục nói, trên thân ngươi rốt cuộc có bí mật gì? Ta nói cho ngươi bí mật của ta. Ngươi có thể giúp ta không? Hà Huyễn Chân nói. Nói trước một chút đã. Lâu Cận Thần nói. Miệng Hà Huyễn Chân cong lên, nói, ta có thể biết trước chuyện tương lai. Lâu Cận Thần vừa nghe, lập tức cười nói, vậy thì thú vị rồi, ngươi có thể biết trước chính ngươi khi nào chết không? Hà Huyễn Chân ở sau khi nghe được một câu này, đột nhiên cảm thấy trên người lạnh toát, nàng chỉ cảm thấy xung quanh một mảng tối đen. Chỉ cảm thấy con đường phía trước một mảng ảm đạm. Mình có thể đầu một nơi mình một nẻo bất cứ lúc nào. Người. Hà Huyễn Chân trong lúc nhất thời,
miệng nói không ra lời. Lâu Cận Thần cười ha ha nói, người cùng chuyện nơi đây, với ta mà nói, chẳng qua đều là khách qua đường. Nói xong, hắn sải bước mà đi, trên người dâng lên hào quang, hình thành một vòng xoáy. Người hắn đi ở trong vòng xoáy, bị hào quang năm màu bao lấy, bị vòng xoáy nuốt sống, biến mất không thấy. Hà Huyễn Trân thế mà căn bản không dám ngăn trở. Nàng thẳng đến sau khi Lâu Cận Thần biến mất, mới tức đến dậm chân, nét ngây thơ vô tả trên mặt nhất thời biến mất, thay thế vào đó là một mảng thâm trầm cùng suy tư. Chương 652, trở lại, 3. Đúng lúc này, cỏ cây bên cạnh nàng ở trong gió bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, sau đó núi rừng đều như đang vặn vẹo, có tiếng người truyền đến, Hà Huyễn Trân, ngươi chạy không thoát. Các ngươi, thật sự không để ta chạy sao? Hà Huyễn Trân nhìn đường lúc tới đây, phát hiện có một đại hán cõng hộp kiếm đang sải bước đi đến, theo hắn đi, núi rừng như sóng uốn lượn. Lâu Cận Thần cũng chưa đi xa, hắn chỉ rẽ một cái, sau đó ẩn độn ở một bên, sau đó hắn nhìn thấy một trận đại chiến. Hà Huyễn Trân kia vậy mà quỷ dị vô cùng, phép nàng thi triển không có logic đáng nói, quả nhiên là tự do cắt đổi giữa thực với ảo. Một hán tử lưng đeo hộp kiếm, kiếm trong hộp sắc bén đại khí, đan xen ngang dọc, lại có người ẩn trong bóng tối giúp hắn, thế mà vẫn không làm gì được Hà Huyễn Trân. Chẳng qua, Hà Huyễn Trân này tựa như cũng không muốn đánh lâu, tựa như sợ rơi vào trong vây công, vì thế độn đi. Mà quả thật sau khi nàng độn đi không lâu, liền lại có người đến, hán tử lưng đeo hộp kiếm kia truy đuổi cả quãng đường. Lâu Cận Thần không để ý những thứ này, hắn ở Trung Châu này tiện bước mà đi đường, lững thững đi không phải vì đi lung tung, mà là đang tu hành. Luyện khí đệ ngũ cảnh, cần là một điểm ý niệm tròn trịa tinh khiết, cần là ý niệm trong suốt no đủ, hắn sớm đã có thể làm được. Nhưng từ đó về sau, hắn trước sau đều không hề tiến thêm, thẳng đến gần đây, hắn rốt cuộc có một loại cảm giác đặc biệt. Hắn đặt kiếm xuống, giấu ở trong tóc, cũng giấu vào trong lòng, khắc chế mình không động kiếm nữa, sau khi một phần mũi nhọn kia thu liễm, ngược lại như có cái gì đang mọc rễ nảy mầm. Niệm sinh ngũ cảm, có thể nghe có thể thấy, soi chiếu vạn vật vạn linh. Trong lòng Lâu Cận Thần hiện lên một câu như vậy, lúc này ý niệm trên người hắn tròn trịa tinh khiết, như một vầng mặt trời. Ánh nắng mũi nhọn vạn trượng, nhiều đốm hào quang, đều như có thể mở linh thức, có thể nhìn thấy tất cả. Đây là đệ lục cảnh trong lòng hắn vẫn luôn cân nhắc. Chỉ là mãi không thể có được cửa mà vào. Hắn cảm nhiếp âm dương, ý niệm càng ngày càng sinh động, càng ngày càng linh động, như là có sinh mệnh mới đang thai nghén. Hắn cảm thấy trong thái dương có thần, chỉ có trong thái dương có thần, như vậy trong ý niệm của hắn mới có thần. Trước cần tưởng tượng thái dương có thần, chiếu vào lòng ta, vào trong niệm của ta mà sinh thần. Vì thế hắn dừng lại ở trên một ngọn núi, mở ra một cái hang núi mà ở. Hắn bắt đầu viết tế văn thái dương cùng thái âm, khắc trên vách núi. Bắt đầu viết các truyền thuyết kia trong lòng mình, lúc hưng phấn, bắt đầu nhảy múa ở trong thái dương, như là vũ giả điên cuồng. Hắn tóc tai bù xù, tay vung lên, ánh sáng thái dương hội tụ ở trên tay hắn. Hắn lúc này, ý thức như là theo ánh mặt trời bay lên cao cao, giống như tiến vào trong trạng thái huyền diệu khó giải thích nào đó. Chẳng qua, hắn rất nhanh liền cảnh tỉnh lại, mình không thể quá mức trầm mê trong đó, bằng không, ý thức theo ánh mặt trời mà vào thái dương, vậy chẳng phải là phải bị thiêu chết. Ban ngày cảm nhiếp thái dương, buổi tối cảm nhiếp thái âm, như thế mới có thể không làm thể xác và tinh thần của hắn bị thiêu cháy. Không biết qua bao lâu, dưới âm dương điều hòa, ý niệm của hắn như là thai nhi được tẩm bổ, đang sinh trưởng, rốt cuộc ở trong nhật nguyệt tinh hoa, sinh ra thức thật sự. Người có niệm là thức, mà thức niệm thuần nhất, lại thức niệm nữa, liền thành thần niệm thật sự. Lúc này hắn ngồi ở nơi đó, trên người đi ra một đám người, những người này mỗi một kẻ đều như hắn, căn bản là không phân biệt được thật giả. Nhưng người thật sự lại là ngồi ở nơi đó, bọn họ diễn luyện kiếm chiêu, làm phép lẫn nhau, cuối cùng lại từng người ngồi trở lại trong thân thể Lâu Cận Thần. Tất cả đều quy về bình tĩnh. Lâu Cận Thần ra khỏi sơn môn, bắt đầu tìm kiếm Bạch Giã kiếm, chỉ là Trung Châu cực lớn, cuối cùng hắn căn bản chưa tìm được. Nhìn một mảng thiên địa xa lạ này, hắn đột nhiên cảm thấy nhàm chán vô vị, vốn muốn tới trong một mảng thiên địa này, khiêu chiến một phen kẻ cầm kiếm nơi này, chỉ là bây giờ hắn không có một chút hứng thú, ngược lại muốn về nhà. Đã muốn về nhà, vậy thì về nhà,
Vì thế hắn một đường hướng về phía Đông Châu phi độn mà đi. Trong hư không, một dải cầu vồng lửa lao vút lên, kinh động vô số tu sĩ trong núi sông, kinh động các tu sĩ cư trú ở trong thành, từng người chạy ra, lại căn bản không biết là ai. Mọi người nhìn thấy cầu vồng lên, lại không biết đó là ai, chỉ để lại một truyền thuyết cầu vồng. Lâu Cận Thần tới bên lạch trời Địa Uyên hướng tới Đông Châu, nhìn thiên tượng như thác nước kia, hắn trực tiếp lao đầu vào trong đó. Lúc trước hắn đến, cảm thấy nơi này có hung hiểm rất lớn, bây giờ hắn lại muốn gặp một chút thứ ở trong này. Khi thân thể hắn như thái dương cầu vồng, phá tan ở bên trong âm phong sát khí, trên bầu trời cao cao, có một đôi mắt chậm rãi mở ra. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 653, Tầm Cổ, 1. Đó là một con rắn khổng lồ. Thân nó có cánh, một đôi mắt màu vàng óng nhạt, như là thần linh nhìn chăm chú vào hào quang vàng óng lao vút phía dưới. Đó là con rắn khổng lồ cuộn mình ở trong phong vân. Lâu Cận Thần độn ở trong âm sát vụ phong mờ mịt, gió âm kia lạnh lẽo sát ý tựa như thực cốt, cạo đến xương thịt. Lâu Cận Thần cho dù thân thể lại tiến một bước được âm dương rèn luyện, cũng vẫn như cũ cảm thấy lạnh lẽo. Hắn rốt cuộc biết vì sao trên đây không có ai phi độn băng qua. Ngẩng đầu, nhìn thấy một mảng âm vụ mờ mịt, gió gào thét, sát hàn cắt thân thể. Con đường phía trước không nhìn thấy, nhưng hắn cảm nhiếp âm dương, tất nhiên là biết phương vị, một đường hướng về phía trước. Phá vỡ sương mù kia, gió càng lúc càng lớn, lớn đến mức có thể khiến người ta hồn phi phách tán, từng trận một, kéo dài không dứt. Gió này không biết từ chỗ nào mà đến, như là vốn ở trong thiên địa, bỗng dưng sinh ra, nhập cốt tiêu hồn, Lâu Cận Thần cảm giác được nguy hiểm. Hắn không lao thẳng nữa, mà là vòng qua từng đợt gió này, từ trong khe hở của gió xuyên qua, sức gió của những nơi này tương đối yếu một chút. Hắn ở trong âm sát phong vụ mờ mịt này xê dịch tiến lên, mặc dù có khúc chiết, nhưng cũng vẫn tiến lên về phía đối diện. Đột nhiên, trong mắt hắn nhìn thấy một vùng núi như ẩn như hiện, nói chuẩn xác là sống lưng núi, ở giữa sống lưng núi kia, có hai con mắt như hổ phách, một đôi mắt đó lạnh lùng âm trầm. Lâu Cận Thần sau khi nhìn thấy, thế mà có một loại cảm giác toàn thân phát lạnh. Hắn biết, mình tuy vào đệ lục cảnh, lại cũng không phải vô địch nhân gian, trên đời này chỉ sợ đã có không ít thứ khủng bố như thế. Mà lưng núi này cũng không phải núi, mà là một thân rắn uốn lượn trong sương mù. Một đôi mắt kia chính là mắt rắn, như là đèn lồng treo ở trong thiên địa. Lâu Cận Thần không muốn nhiều lời, tay miết một cái giữa mái tóc. Chỉ trong nháy mắt, liền như có mặt trời chói chang từ trên tay hắn nở rộ. Mặt trời mới mọc, kỳ đạo đại quang, hào quang vạn trượng. Âm sát sương mù xung quanh bị ánh mặt trời đẩy ra. Ánh mặt trời nháy mắt liền đến trước hai con mắt như đèn lồng kia, hai điểm kiếm quang như ánh mặt trời, hướng về hai con mắt đâm xuống. Con rắn khổng lồ há mồm phun ra gió mạnh, thổi tới trên kiếm quang như ánh mặt trời, hai đạo kiếm quang phân hóa ra kia, thế mà bị gió thổi càng lúc càng ảm đạm. Dù là thần niệm Lâu Cận Thần bám vào trên đó, ở trong gió cũng bị thổi tan. Chẳng qua, ánh nắng trên thân kiếm tuy không mãnh liệt bằng lúc ban đầu, nhưng cũng chưa tan. Lâu Cận Thần có thể khẳng định, nếu là lúc trước tới, lựa chọn đi qua từ nơi này, như vậy kiếm trong tay ở trong gió này nhất định sẽ rơi xuống, thần niệm trên thân kiếm nhất định sẽ tan đi. Kiếm ở trong gió cũng chưa bị thổi ra chân hình, vẫn đang có một mảng hào quang tỏa ra, tìm kiếm điểm yếu trong gió, không ngừng khúc chiết tiến lên. Nhưng hắn phát hiện, còn muốn dùng kiếm đi đâm mắt con rắn khổng lồ kia, đã có chút không thực tế, cho nên kiếm của hắn thay đổi phương hướng, dừng ở trên thân rắn như sống núi kia. Thân rắn xanh đen, uốn lượn phập phồng, kéo dài không biết bao nhiêu dặm, ở trong âm phong sương mù không nhìn rõ được. Kiếm quang rơi ở trên thân rắn, giống như núi xa bắn lên ánh lửa. Đen. Lâu Cận Thần cảm giác kiếm của mình như là rơi trên tảng đá, nhưng cho dù là tảng đá cũng không cách nào thừa nhận một kiếm của Lâu Cận Thần. Kiếm quang nhảy nhót, ở thân rắn kia vạch ra một chuỗi tia lửa, con rắn khổng lồ tựa như phẫn nộ, phun âm sát cuồng phong. Hơn nữa là hướng về thân thể Lâu Cận Thần phun, Lâu Cận Thần cùng hóa ánh sáng cầu vồng, cùng kiếm hình thành một loại kết nối kỳ diệu, kiếm tuy ở ngoài, nhưng hắn cùng kiếm lại là một chỉnh thể. Mà lạch trời giữa Trung Châu cùng Đông Châu này, đột nhiên xuất hiện thú giống như long ngâm.
khiến rất nhiều cường giả không khỏi nhìn qua. Bọn họ nhìn thấy trong một mảng âm sát sương mù kia, mơ hồ có một mảng ánh mặt trời lộ ra. Là ai? Thế mà có thể đại chiến với con đằng xà kia trong dòng thác cương phong này. Có người ý đồ tới gần nhìn, nhưng tuy tới gần, cũng vẫn như cũ không thể nhìn thấu tình huống trong một mảng sát phong sương mù kia. Lâu Cận Thần thân hóa hào quang cầu vồng, vờn quanh con rắn khổng lồ kia độn đi, mà con rắn khổng lồ đó chỉ cần xoay đầu lại. Liền chính diện đối mặt hắn, vô luận hắn chuyển đổi phương vị như thế nào, nó đều có thể phun ra từng mảng sát phong. Chẳng qua, Lâu Cận Thần treo quá xa, lấy kiếm đánh từ xa, cách xa, uy lực gió của đối phương liền hạ xuống rất nhiều. Đương nhiên, uy lực trên thân kiếm cũng sẽ giảm xuống một ít, nhưng mà đây cũng chính là thời điểm Lâu Cận Thần rèn luyện kiếm thuật. Đối với hắn mà nói, loại công kích xa xôi này tự nhiên là càng tiêu hao pháp lực thần niệm hơn. Chương 654, Tầm Cổ 2. Một mảng ánh lửa đâm xuyên ở trong sát phong như vòng xoáy kia, giống như một cái lá kim sắp rơi vào trong vòng xoáy. Ánh mặt trời trên thân kiếm quang cực nhạt, như là sắp tắt, kiếm như đang bị cắn nuốt vào trong miệng con rắn khổng lồ. Con rắn khổng lồ một lần này đột nhiên sửa phun gió thành hít khí, thế mà muốn cắn nuốt kiếm của Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần dựng kiếm chỉ trước ngực, theo vòng xoáy kia nhanh chóng bơi, kiếm của hắn theo lực lượng vòng xoáy đó nhanh chóng tới gần. Ngay tại lú sắp bị nuốt vào trong mồm con rắn khổng lồ, thân kiếm đột nhiên rung động như kim thiền thoát xác. Bỏ đi lực lượng hấp thụ trong nháy mắt này, thân kiếm dương lên, hướng tới trên không đâm đi, thế mà đâm thẳng vào mắt nó. Hắn phát hiện, con rắn khổng lồ này, lân giáp quanh thân cứng vô cùng, kiếm của mình cũng không thể đâm thủng, chỉ có mắt nó, tựa như là điểm yếu. Một tích tắc kiếm vung lên, như là một mảng hào quang sắc bén. Chỉ là con rắn khổng lồ kia lại ở trong nháy mắt sắp bị kiếm đâm trúng, nhắm mắt lại, mũi nhọn của kiếm kia lóe lên ánh lửa ở trên mí mắt nó. Lâu Cận Thần thì nhân cơ hội rút kiếm mà đi. Kiếm hóa một đạo hào quang, hướng tới phía đông phi độn, đánh vỡ âm sát sương mù. Hắn ở trong một mảng cương phong này, đại chiến với con rắn này 3 ngày, có thể nói là dùng ra kiếm thuật cả người, lại vẫn không làm gì được con rắn này, chỉ có thể rời khỏi. Đương nhiên, được lợi bởi độn pháp của bản thân hắn, con rắn này cũng chưa thể làm gì được hắn. Cho nên lúc hắn rời khỏi, con rắn khổng lồ kia cũng chưa ngăn cản hắn, cũng ngăn không kịp. Sau khi hắn rời khỏi, đại chiến kinh thiên trong một khu vực thác cương phong này tự nhiên liền kết thúc, rất nhiều người đều đang đoán là ai. Có thể ở nơi đó đại chiến với con rắn, chỉ là đoán đến đoán đi, đều chỉ đoán ở trong cường giả Trung Châu bên kia. Không có ai ngờ được sẽ là người Đông Châu bên này, bởi vì lúc trước Lâu Cận Thần hóa cầu vồng phi độn là lên từ Trung Châu. Lâu Cận Thần đầu tiên là trở lại trong Hỏa Linh Quan. Phát hiện quan chủ Hỏa Linh Quan thế mà đã rời quan. Hai người Mạc Tiểu Quần cùng Mạc Tiểu Ngư nhìn đến Lâu Cận Thần, phi thường vui vẻ. Bọn họ nói, từ sau khi Lâu Cận Thần rời khỏi Đông Châu, Giang Châu này liền có chút bất ổn, vì thế sư phụ đi Giang Châu phủ thành, thay hắn tọa trấn. Lâu Cận Thần sau đó liền lại đi Quần Ngư Sơn. Sau đó hắn thấy được Bạch Tiểu Thứ đã hóa hình. Thân hình Bạch Tiểu Thứ rất nhỏ, nhưng hóa hình lại rất sạch sẽ. Một thân khí cơ nhu hòa, quanh thân đan xen với ánh mặt trời, thế mà có vài phần bộ dáng chân tu có đạo. Lâu Cận Thần, ta đã học được ủ rượu, chờ sau khi ta ủ ra rượu ngon, liền mời ngươi tới uống được không? Bạch Tiểu Thứ lúc nhìn thấy Lâu Cận Thần, phi thường vui vẻ, lại cũng không có chút nào ngăn cách đã lâu không gặp. Lâu Cận Thần đương nhiên không có ý kiến, nói, rượu ngươi ủ, ta nhất định uống, ta mỗi năm đều đến uống. Vậy cứ quyết định, như thế, ngươi cũng không nên đi một lần liền rất nhiều năm, ngươi nói mạnh miệng là con chó nhỏ. Bạch Tiểu Thư nói, được, ngươi nói mạnh miệng là con chó nhỏ, ngươi đã hóa hình, ta tặng ngươi một thứ đi. Lâu Cận Thần nói, cái gì? Bạch Tiểu Thư lúc này trên thân mặc một bộ quần áo, đại khái là da nhím của chính nàng chế thành, vẫn còn có gai. Thuật lớn nhỏ như ý. Lâu Cận Thần nói, pháp thuật à, có thể khiến ta to lên sao? Bạch Tiểu Thư nói, đúng vậy, là thứ ta lĩnh ngộ ra mới nhất. Lâu Cận Thần nói, được nha, nhưng mà. Bạch Tiểu Thứ lại bắt đầu lo lắng, nhưng mà, ta không biết ta có học được hay không. Chậm rãi học, ngươi nhất định có thể học được. Lâu Cận Thần nhìn Bạch Tiểu Thứ nho nhỏ, nhịn không được vươn tay xoa đầu của nàng.
Nàng nhìn thấy tay Lâu Cận Thần vươn tới, lập tức rụt đầu, giả bộ dáng né tránh, lại căn bản là không né tránh. Lâu Cận Thần liền ở trong quần ngư sơn này truyền Bạch Tiểu Thứ thuật lớn nhỏ như ý. Khi hỏi Tiết Bảo Nhi đi nơi nào, Bạch Tiểu Thứ nói cho hắn, Tiết Bảo Nhi đã tới trong Càn Kinh. Nàng nói muốn đi xem cổ phủ thế nào, cổ phủ ở trong Càn Kinh. Mà về Càn Kinh rốt cuộc thế nào, Lâu Cận Thần cũng chưa từng nhìn, cũng không biết quốc sư bây giờ thế nào, nhưng có thể tưởng tượng, quốc sư nhất định trở nên cực kỳ đáng sợ. Còn có Càn Đế cao thâm khó lường kia, chỉ là nhiều năm như vậy, bọn họ tựa như chỉ muốn mở van thiên địa, cũng không muốn kinh doanh như thế nào. Có lẽ, trong lòng bọn họ căn bản chưa từng nghĩ kinh doanh cái gì, chỉ muốn tu hành, muốn trường thọ, thậm chí trường sinh. Nghe nói chưa? Chỗ Hắc Phong trại lúc trước, nơi đó đã dâng lên một ngọn núi cao. Đây là Lâu Cận Thần nghe các tinh quái trong quần ngư sơn nói chuyện biết đến. Một điểm này Lâu Cận Thần quả thật không biết, ở sau khi nghe được, lập tức hỏi thăm một lần. Thì ra không biết như thế nào, hẻm núi ban đầu đã không còn tồn tại. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 655, Tầm Cổ, 3. Bị lực lượng lớp vỏ mặt đất chèn ép vào nhau, hơn nữa hình thành một ngọn núi cao. Trong lòng Lâu Cận Thần khẽ động, hắn cũng không muốn về Giang Châu nơi đó, liền nghĩ không bằng đi ngọn núi này định cư đi. Vốn còn có một chút muốn ở quần ngư sơn, nhưng trong quần ngư sơn bây giờ các đỉnh núi đều có người ở lại. Vì thế cùng quyết định đi vào trong đó nhìn xem. Tung người lên, hóa thành một dải cầu vồng lao vút lên trời, ở trong thiên địa vạch ra một đường cong, hướng chỗ Hắc Phong trại ban đầu mà đi. Hắc Phong trại nơi này rất có duyên phận với hắn, vừa tu hành không bao lâu, hắn liền muốn đi Hắc Phong trại, về sau lại mãi chưa thể đi được. Cuối cùng vẫn là quan chủ và Tiết Bảo Nhi hai người tới Hắc Phong trại, tiêu diệt những người đó của Hắc Phong trại. Hắn rất nhanh liền thấy được một ngọn núi. Trên núi kia cũng không có thảm thực vật gì, bởi vì là núi mới hình thành. Hơn nữa trên núi cũng nhìn ra được rất nhiều là đất mới, là tảng đá lớn từ lòng đất bị ép lên. Hơn nữa, núi này cũng không phải một tòa, mà là một mảng, một dãy núi kéo dài tới trong biển, phi thường kỳ lạ. Xa xa nhìn lại, như là một con cá voi khổng lồ từ trong biển nằm úp sấp lên bờ. Xem đến nơi đây, trong lòng Lâu Cận Thần có chút thích nơi này, đáp ở chỗ cao nhất, hướng phía đông nam nhìn lại. Bên đó là biển, sương mù quay cuồng, mà đi về hướng tây bắc là xa xa đối diện quần ngư sơn. Phía nam là Vọng Hải Giác, bên kia còn là Khuyển Phong Quốc. Nơi không tệ, hắn quyết định ở nơi này xây dựng đàn tràng. Hắn có thể khẳng định, mình bây giờ ở trong thiên địa này nhìn như không tệ, có lẽ đã bước vào đội ngũ bậc thang thứ hai. Thậm chí có thể đang đi về phía đội ngũ bậc thang thứ nhất, nhưng thiên địa này mới bắt đầu sống lại, tất cả đều còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tu hành là một hồi chạy đường dài, nhất thời ở phía trước, cũng không thể hiện luôn luôn ở phía trước. Hắn đầu tiên là tìm một nơi trống trải, sau đó lại tìm một chỗ lõm xuống, liền ở nơi đó mở làm động phủ. Động phủ rất đơn giản, chỉ cần cản gió là được. Lâu Cận Thần quyết định thành lập một đạo tràng hẳn hoi, tự nhiên không phải một sớm một chiều liền có thể thành lập. Hắn ở trên cự kình sơn này thành lập đạo tràng, trong thiên địa lại gió nổi mây phun. Có rất nhiều người chưa kết hôn đã mang thai. Hoặc là thiếu nữ lúc đưa cơm, ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi, liền cảm thạch mà mang thai, sinh ra một cục cưng kỳ dị. Hoặc là ăn một quả, liền mang thai mấy năm, sinh ra một đứa nhỏ. Hoặc là trực tiếp ở trong mơ, mơ thấy có châu quang lao đầu vào lòng, vì thế liền mang thai, sau đó sinh ra đứa nhỏ thần dị phi thường. Những đứa nhỏ này vừa ra đời, đã cực kỳ thông minh, như là thần tử, vô luận cái gì vừa học là hiểu, còn trời sinh đã biết pháp thuật. Trong Cự Linh Thành cũng có một thiếu nữ, ở lúc theo mẫu thân của nàng ở cửa thành hiến tế, đột nhiên có cảm giác, thấy có một đứa bé ngồi ở nơi đó, vì thế nàng nhịn không được nói với nó, nếu đói bụng thì tới trong nhà ta ăn cơm. Vì thế, đứa bé kia vui vẻ đồng ý, sau đó thiếu nữ kia lại phát hiện mình đã mang thai. Bởi vì vẫn là tấm thân thiếu nữ, nàng cũng không dám nói, cuối cùng vẫn là bị mẫu thân của mình phát hiện, vì thế mẫu thân giấu nàng ở trong nhà, không để người ngoài nhìn thấy. Cuối cùng 1 năm 3 tháng sau, nàng sinh ra một đứa bé khỏe mạnh kháu khỉnh. Đứa bé đó như là được gió thổi liền có thể lớn lên,
qua mỗi một ngày liền như qua một năm, chỉ 5-6 ngày sau liền giống như đã qua 5-6 năm, thành đứa bé khoảng 5-6 tuổi. Kẻ này lực lượng cực lớn, đối với kỹ xảo võ đạo, vừa học là hiểu, vừa điểm lập tức thông. Sự kỳ dị của nó, cuối cùng kinh động Yến Xuyên trong thành, Yến Xuyên xa xa nhìn một lần, cũng cảm thấy trong thân thể đứa bé này có một luồng thần lực cực kỳ kinh người. Trong lòng hắn có hoài nghi, lại cũng chưa tới gần tiếp xúc, cũng dặn dò người ta đừng quấy rầy nó. Yến quan chủ, gần đây Quảng Lăng bên kia vài người đến đây, đấu kiếm với người ta khắp nơi, còn tuyên bố muốn kiến thức một chút Linh Minh kiếm pháp. Có người hướng Yến Xuyên nói, không cần để ý tới. Vâng, Linh Minh kiếm pháp là kiếm pháp của Lâu Cận Thần, đây là điều rất nhiều người Giang Châu đều biết. Năm đó khi Lâu Cận Thần giết Mặc Cửu Chi trong biển kia, dùng chính là kiếm pháp này. Muốn kiến thức Linh Minh kiếm pháp, đó là muốn khiêu chiến Lâu Cận Thần, lấy uy vọng của Lâu Cận Thần ở nơi này, tự nhiên là có rất nhiều người tức giận. Vì thế liền có kẻ chủ động đi tìm người tới từ Quảng Lăng, lại đều thua dưới kiếm của y. Trong thời gian ngắn, không ai có thể ở kiếm thuật thắng được kiếm sĩ Quảng Lăng này. Bọn họ nhân cơ hội ở ngoài thành Giang Châu khai lập một tòa kiếm quán là Quảng Lăng Kiếm Quán. Chương 656, con đường phía trước đã đứt, 1. Có người hy vọng Thương Quy Hàn có thể ra tay áp chế nhuệ khí của đối phương, nhưng Thương Quy Hàn chưa làm. Ngoài ra, các nơi cũng quật khởi một ít giáo phái lung tung. Một ngày này, thế mà có người tìm tới trên Cự Kình Sơn này. Là có người truyền tin. Người truyền tin đến từ Thu Thiền Học Cung. Người viết thư là nhị đương gia Trần Cẩn. Hắn trong thư chỉ nói một sự kiện, đó là lúc cuối tháng sau, có thể cùng hắn đi âm thế một chuyến. Hắn muốn đi nơi đó tìm kiếm chỗ thần nhân Vương Đình thời đại sương mù. Đến cùng bức thư còn có một khối ngọc bội, trên ngọc bội đó âm khí nồng đậm, bên trên có một quân vương đội vương miện. Lâu Cận Thần cảm nhận được khí tức cổ xưa trong đó, không khỏi sinh ra vài phần hứng thú. Trong thư đó còn viết, tục truyền, vương tộc trong Vương Đình thời đại sương mù cũng không phải đều đã chết, mà là nấp ở trong âm thế, bọn họ đang chờ đợi thời cơ trở về. Trong thư còn nói, năm đó Thái Dương đột nhiên xuất hiện thế giới này, có thể chiếu tan sương mù, hơn nữa khiến thần nhân tử vong, thật ra là một đạo cấm pháp của kẻ mạnh hơn nữa ở thiên ngoại. Trần Cẩn muốn đi tìm kiếm bí mật này, hy vọng Lâu Cận Thần có thể đi cùng hắn. Một chiếc kiệu lớn màu đen 8 người khiêng đi ở trong núi. Có 8 người áo đen nâng, thân hình họ như ẩn như hiện, gió thổi áo không bay, trăng soi thân họ không có bóng. Trên kiệu lớn có mảnh thật dày rủ xuống, kiệu đen từ trong núi đi ra, đi thẳng tới trước một thôn. Mà thôn này ban đầu nhìn từ xa là một mảng tối đen, đi tới gần, lại là đèn đuốc sáng trưng, bên trong náo nhiệt phi phàm. Cỗ kiệu nâng vào, đi mãi tới trung tâm thôn, dừng ở nơi đó, mảnh chưa nhấc lên, nhưng cũng không ảnh hưởng đến nơi phơi lương thực này náo nhiệt. Trên nơi phơi lương thực này có những đống lửa, trên lửa bắc những cái nồi, bên cạnh lại trói những con dã thú trong núi rửa giấy sạch sẽ. Xung quanh là từng vòng người đang nhảy điệu, nhảy cổ quái. Người khiêu vũ, đều cởi áo, trên mặt cùng nửa thân trên đều vẽ dầu, màu sơn vẽ như ác quỷ, âm trầm khủng bố. Nhìn kỹ những người nhảy vũ đạo cổ quái này, sẽ phát hiện ngũ quan mỗi người bọn họ đã có một chút khác biệt. Từ trong mắt đối phương có thể nhìn thấy có mầm thịt nhỏ bé, mà lúc bọn họ hò hét ca hát phát ra thanh âm, trên lưỡi cũng có các khối xanh đen. Màu xanh đen kia nếu nhìn kỹ, như là những cái mặt quỷ. Kiệu đen lẳng lặng dừng ở nơi đó, hồi lâu sau, vũ đạo lúc này mới dừng lại, trong kiệu truyền đến thanh âm nói, như thế nào, Tuần Sơn Công, đây là đạo đãi khách của ngươi sao? Trong đó có một lão nhân dừng lại, đứng ở trước cửa kiệu, nói, Hắc Hỷ Thần, ngươi liên tiếp hại tính mạng của tín đồ ta. Hôm nay kêu ngươi tới, không phải muốn mời ngươi làm khách, mà là muốn nói cho ngươi, nếu có lần sau, ta sẽ phạt miếu thờ của ngươi. Hắc Hỷ Thần trong kiệu trầm mặc một lát, nói, Tuần Sơn khách, ngươi cho rằng bản thần sợ ngươi sao? Ngươi nhục ta như thế, ngươi sẽ hối hận. Nói xong, cỗ kiệu của Hắc Hỷ Thần này được nâng lên, xoay người muốn đi. Nhưng Tuần Sơn khách kia lại giống như không muốn để nàng rời khỏi. Ngọn lửa kia đột nhiên bốc lên, đánh về phía cái kiệu đen kia. Trong kiệu đen dâng lên hắc quang, mơ hồ có thể thấy được một lão thái bà mặc áo cưới màu đen lao về phía ngọn lửa kia. Trong lửa có thể mơ hồ nhìn thấy một con hổ. Tuần Sơn khách là một con hổ yêu, nhưng được người ta cung phụ, lại như đã khai ngộ, tiếp nhận bí linh truyền thừa nào đó,
trở nên cực kỳ bất phàm. Mà Hắc Hỷ Thần này chính là âm linh âm thế trở về, tự nhiên cũng có chỗ khủng bố. Hai người này đang tranh đoạt các tín đồ cùng địa bàn, tình huống như thế, các nơi mỗi ngày đều đang trình diễn. Lâu Cận Thần ở lúc đêm tối, cảm nhiếp thái âm. Ngồi một mình trên núi cao, giống như độc hưởng vầng trăng cô đơn, chỉ là trong thái âm nguyệt hoa hắn cảm ứng. Không biết khi nào nổi lên sương mù, trong từng chút nguyệt hoa sương mù kia như có cung điện, trong cung điện có từng nữ tử đi ra. Các nàng nhẹ nhàng hạ xuống, giống như muốn đi vào trong lòng. Tim hắn đột nhiên đập thình thịch, kịch liệt nhảy lên. Đến nha, đến nha, đến nha, các nữ tử kia đang kêu gọi. Hắn tuy không thấy rõ diện mạo của nữ tử, lại biết nhất định là cực đẹp, tương tự với trong lòng hắn tưởng tượng. Trừ loại rung động này, trong lòng hắn cũng nói cho hắn đây là chuyện cực độ nguy hiểm, toàn thân hắn băng hàn. Chợt bừng tỉnh, hắn phát hiện mình vẫn ngồi ở chỗ này, chỉ là quanh thân không biết khi nào đã kết một tầng xương lạnh, núi đá xung quanh cũng là một mảng đen trắng, trên đó có xương hoa ngừng kết. Lâu Cận Thần không khỏi nhìn một vầng trăng trên bầu trời kia, trăng tinh khiết sạch sẽ vô cùng, lúc này ở trong mắt hắn đã có thêm vài phần cảm giác nguy hiểm. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, chuyện đọc việt.com. Chương 657, con đường phía trước đã đứt, 2. Vốn hắn chưa từng có loại cảm giác này, cũng chưa bao giờ xuất hiện loại ảo giác này, nhưng từ sau khi hắn niệm sinh thần, thế mà ngay cả ánh trăng sáng tỏ này cũng nảy sinh ảo giác ở trong lòng mình. Vạn vật có linh, vạn vật có thần, đó là vạn vật sinh vọng. Lâu Cận Thần nhìn núi đá xung quanh, dưới ánh trăng núi đá hình thành các loại quái ảnh, hắn nhìn chằm chằm. Lúc đầu thật ra không biết là cái gì, chợt có một ý niệm cảm thấy, bóng dáng kia như là một người đứng ở nơi đó. Sau khi ý niệm này dâng lên, liền không thể thu lại. Bóng dáng kia vậy mà thật sự bắt đầu cử động, nó như là được một niệm tưởng này của Lâu Cận Thần giao cho sinh mệnh. Sau đó, hắn lại nhìn cái bóng khác, nghĩ, những bóng tối này đều là tránh né ánh trăng mà tồn tại, cho nên bọn họ đều là bóng ma quái vật. Vì thế những bóng ma này đều bắt đầu nhúc nhích cử động ở trong mắt hắn. Cảnh giới của hắn hôm nay là đệ lục cảnh. Sau đệ tứ cảnh, ý niệm nhận âm dương rèn luyện, tròn trịa thuần túy, no đủ, là đệ ngũ cảnh. Sau đệ lục cảnh, là trong niệm sinh niệm, hoặc là nói, niệm sinh ngũ thức, bên ngoài một niệm, có thể thấy, có thể cảm, có thể biết. Nhưng, bây giờ tựa như đã có chút không thể khống chế. Ý niệm của hắn tung bay, thế mà có thể khiến cái bóng cử động. Hắn không khỏi nghĩ tới một câu, là gió động, cây động, hay là tâm động. Chỉ từng nghe nói các tiền nhân tu hành đến đệ lục cảnh, lên trên nữa đã không còn, con đường phía trước chưa ai từng đi. Hoặc là nói, tiền nhân ở sau khi đi vào đệ lục cảnh, liền bởi vì các loại nguyên nhân chết đi. Hắn đột nhiên cảm thấy, đỉnh núi này, như là quỷ khiếu câu hồn, cái bóng này, là từng con âm quỷ đến câu hồn mình. Tất cả cái này đều chỉ là vọng tưởng của ta mà thôi, chỉ là vọng niệm của ta mà thôi. Trong lòng Lâu Cận Thần nghĩ, hắn nhắm mắt lại, mang một câu này niệm đi niệm lại. Nhưng, lúc này ý niệm trong đầu hắn tựa như cũng bởi vì bản thân hắn tu hành, trở nên vô cùng cứng cỏi, cũng sẽ không bị trấn áp hoặc chém đi như vậy. Hắn lại quan tưởng mặt trời chói chang đốt cháy thể xác và tinh thần, nhưng hắn trước đó khi tiến vào đệ lục cảnh, đã phán đoán trong thái dương có thần, chiếu vào trong tâm linh pháp niệm, do đó hóa thần. Cho nên quan tưởng thái dương cũng không thể đủ khiến hắn tinh lọc tạp niệm trong lòng, ngược lại ảo tượng trùng trùng. Hắn giống như nhìn thấy trong thái dương có từng con kim ô bay ra, hoặc là có thần nhân đánh xe thái dương bay ra. Bản thân hắn không biết, ở trên người hắn hiện ra đủ loại ảo giác. Không chỉ không khiến thể xác và tinh thần của hắn tinh lọc, ngược lại khiến hắn vọng niệm càng nặng, ảo giác càng sâu. Hắn nhìn một khối đá dựng ở nơi đó, như là một con chim, tảng đá kia ở trong mắt hắn thế mà chậm rãi run rẩy, sau đó biến thành một con chảy chuốt lông vũ, cũng phát ra tiếng kêu. Lâu Cận Thần không ngồi nổi nữa, đứng lên, trong lòng bực bội, trong tự phát rút kiếm ra, kiếm châm ở trên tay một lần nữa hóa thành trường kiếm, hắn bắt đầu múa kiếm. Trong khoảnh khắc, kiếm ngân vang từng trận, cắt đứt gió, vung dẫn ánh trăng. Kiếm pháp của hắn linh động mênh mông, như là tiếp dẫn thần trong mặt trăng, dẫn động ánh trăng hội tụ. Kiếm pháp của hắn có một cảm giác thần bí nói không rõ, kiếm theo người động,
nhân theo kiếm động. Có đôi khi cảm thấy người hắn như gió, như giải tơ, theo kiếm tung bay. Có đôi khi cảm thấy kiếm chỉ là một mảng ánh trăng trong tay hắn cầm lấy, kiếm chỉ là luôn theo hắn chơi đùa. Đột nhiên, trên thân hắn xuất hiện một cái bóng, lúc đầu một cái bóng đó còn cùng hắn múa kiếm, chậm rãi cái bóng kia thế mà thoát ly hắn. Liền bay tới đáp ở trên núi đá bên cạnh, đứng ở nơi đó cầm kiếm, lặng lặng nhìn Lâu Cận Thần, như là nhìn một người xa lạ. Một cái bóng, hai cái bóng, bảy cái bóng, vờn quanh hắn, cứ như vậy lạnh lùng nhìn. Lâu Cận Thần cảm thấy mình như từ trong thân thể của mình hút ra, như là nguyên thần xuất khiếu nhìn mình. Nhưng hắn cảm thấy người múa kiếm kia thật xa lạ, nhưng hắn lại không cách nào tán đồng một chính mình kia đứng ở một bên. Hắn thế mà bắt đầu phủ định chính mình. Lâu Cận Thần thu kiếm, chống kiếm mà đứng ở đỉnh núi, bảy bóng người khác cũng chống kiếm mà đứng, đều nhìn phương xa. Lâu Cận Thần ý đồ thu hồi nó, phát hiện mình thế mà không làm được, càng cố ý đi làm, bóng người đó càng rõ. Vốn chỉ là cái bóng, không diện mạo không hình thể, ở lúc Lâu Cận Thần ý đồ thu hồi, thế mà trở nên rõ ràng thêm vài phần. Lâu Cận Thần rốt cuộc hiểu, vì sao nhiều năm qua như vậy, không ai có thể đột phá trung tam cảnh. Cái này không chỉ là thiên địa linh cơ không đủ, cũng không chỉ là vấn đề thế giới quá lạnh lẽo cứng ngắc. Còn có một nguyên nhân chính là phép tu hành của thế giới này có vấn đề, hoặc là nói phép luyện khí có vấn đề. Chương 658, con đường phía trước đã đứt, 3. Hoặc không thể đủ xưng là có vấn đề, bởi vì tất cả công pháp tu hành đều là sáng lập từ không tới có, chỉ là tiền nhân chỉ đi đến một bước này. Tu hành xảy ra vấn đề, như vậy cần tự mình đi giải quyết. Đường của tiền nhân đã đi hết, từ hôm nay trở đi liền do chúng ta tới mở ra. Hắn ngay đầu tiên nghĩ tới luyện thần phản hư một cảnh giới này. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư. Từ khí niệm hóa thần, sau từng bước một, thần niệm đã biến thành như vậy, cho nên nhất định phải luyện thần phản hư. Để ý niệm như thực chất này, một niệm liền sẽ hóa sinh thần niệm của huyễn vọng một lần nữa trở lại hư vô. Hắn cảm thấy cái này giống như để bí linh trong hư vọng xuất hiện ở trong thế giới chân thật. Hắn luyện khí hóa thần, để mình trong niệm sinh thần, từ hư đến thực, mà bây giờ lại cần để hắn quay về hư vọng. Nên làm như thế nào? Tất cả tu hành đều ở chỗ niệm tưởng, hoặc là nói tất cả pháp đều do vọng sinh. Đúng lúc này, hắn nhìn thấy dưới núi như có người lên núi. Người này ở trong ánh trăng chiết xạ sắc thái sặc sỡ, tới gần, Lâu Cận Thần mới nhìn rõ là một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này đôi mắt giống như mắt kép, có mấy chục con người. Không nhìn kỹ mắt hắn, trái lại không cảm thấy như thế nào, vừa thấy mắt hắn như là đang nhìn hai con côn trùng khủng bố. Ta trái lại còn cho rằng có thể nhìn thấy một đồng hương, lại chưa từng nghĩ thế mà lại là một nhân loại sắp tan rã. Người trẻ tuổi mắt kép kia nói. Lâu Cận Thần đánh giá hắn, hắn cũng đang đánh giá Lâu Cận Thần. Nhân hồn vốn chính là từ hư vọng mà đến, ở trên đời này, lấy hình thức thật tồn tại, đến trong cảnh giới nhất định, liền phải đi vào hư vọng, ngươi nếu là không thể tiếp nhận sự thật này, vậy ngươi cũng chỉ có đi chết. Lâu Cận Thần chưa lên tiếng, người trẻ tuổi mắt kép tiếp tục nói, ta nghĩ, lúc này ngươi thậm chí đang nghĩ ta là chân thật hay không. Ha ha, nếu ngươi một mực dây dưa ở chân thật cùng hư vọng, như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn không thể tấn thăng nữa, nhân loại, từ thực đến hư, đây là tất nhiên của tu hành. Đúng không, ngươi là đến từ hư vọng, lại là bởi người mà trở thành thật. Lâu Cận Thần nói, đương nhiên, bởi vì ta so với ngươi càng tiến hơn một bước, cho nên ta là thần, mà ngươi chỉ là người, ngươi chỉ cần bỏ thực ôm hư, liền có thể thành tựu thần linh chi cảnh. Người trẻ tuổi mắt kép chỉ điểm Lâu Cận Thần, ngươi tên là gì? Lâu Cận Thần hỏi. Mọi người đều gọi ta Phúc Nhãn Chân Quân, ngươi cũng có thể gọi ta như vậy. Người trẻ tuổi mắt kép nói, Phúc Nhãn Chân Quân phải không? Tốt lắm, đáng tiếc ngươi không nên tới nơi này mê hoặc ta. Lâu Cận Thần dứt lời, kiếm trong tay đã vung ra. Kiếm dẫn lên một mảng ánh trăng, như rìu chém ra một mảng hào quang kiếm. Trong mắt thanh niên mắt kép kia nở rộ kỳ quang, thân hình vặn vẹo, ở dưới kiếm vặn vẹo, như là ảnh ngược trong gợn nước. Bởi vì kiếm pháp của Lâu Cận Thần kích động hư không, tương tự cũng khiến thân hình của hắn không rõ ràng nữa. Chỉ là ở lúc kiếm sắp sửa rơi xuống trên người hắn, trong lòng hắn dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Hắn thế mà có một loại cảm giác mình sẽ chết, thân hình của hắn uốn éo,
bắn xa đi, nhưng kiếm quang kia lại ở lúc kiếm thế tận, vẫn bay vút ra một mảng kiếm quang, như trăng non, đuổi theo mà đến. Ngón tay thanh niên mắt kép điểm một cái, đầu ngón tay xuất hiện hào quang như mộng ảo, kéo nguyệt hoa, điểm ở trên một mảng kiếm quang như trăng rằm kia. Thân thể hắn chấn động, một luồng kiếm ý đánh về phía tâm linh, tâm niệm hắn dâng lên, chấn áp nó xuống, trong lòng lại rùng mình. Đây vẫn là nhân loại đầu tiên sau khi hắn tới trên đời này gặp được có uy hiếp đối với hắn. Ngươi tên là gì? Phúc Nhãn Chân Quân nói. Lâu Cận Thần. Lâu Cận Thần trả lời, hắn cũng chưa đi đuổi giết Phúc Nhãn Chân Quân này. Bởi vì bản thân hắn còn có vấn đề. Lâu Cận Thần, được, ta nhớ kỹ, ngươi rất mạnh, nhưng mà bản chân quân trái lại cảm thấy ngươi chưa chắc có thể sống. Phúc Nhãn Chân Quân nói. Thế giới này, tu hành phép vô địch. Nếu là ngươi bằng lòng nguyện trung thành với bản chân quân lại có thể cam đoan ngươi tiến thêm một bước. Phúc Nhãn Chân Quân nói. Lâu Cận Thần giơ lên kiếm trong tay, một kiếm đã đâm ra, như một mảng lửa trong trăng, không có dấu hiệu đâm về phía Phúc Nhãn Chân Quân kia. Trong hư không tiếng kiếm ngân vang nồng đậm, hư không như bị cắt rách. Phúc Nhãn Chân Quân lại như sớm có chuẩn bị, thân hóa một làn khói, như là bóng dáng hư ảo, hướng về nơi xa chạy đi. Kiếm lại đuổi theo không tha, như luồng lửa gắt gao truy đuổi, ở thời gian cực ngắn nở rộ ra một mảng kiếm quang trùng điệp, trong thời gian ngắn ngủn, thế mà đã đâm 132 kiếm. Các bạn đang nghe truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 659, ốm yếu trước cửa quỷ bồi hồi, 1. Phúc Nhãn Chân Quân kia bị đâm kêu to oa oa, nhưng Lâu Cận Thần lại biết, không có một kiếm nào là đâm vào chỗ thực, đều bị đối phương né tránh, cho dù ngẫu nhiên có một kiếm đâm tương đối thực, cũng không rõ ràng. Đối phương đã đi xa, kiếm ở trong nguyệt hoa, như một sợi dây bay vút quay về, rơi ở trên tay Lâu Cận Thần. Hắn cầm kiếm trong tay, nhìn một mảng thiên địa cao xa trống trơn này. Trong lòng ngược lại chậm rãi bình tĩnh trở lại. Bảy cái bóng bởi vì luyện kiếm mà tách ra kia, thế mà không biết khi nào đã trở về trong thân hắn. Hắn nghĩ đến, quốc sư cùng càn đế trong kinh thành vì sao ở sau khi mở chính sách thần tự đã không có động tĩnh. Có lẽ bọn họ cũng lâm vào trong loại trạng thái này. Vì sao trong thiên hạ, chưa từng gặp lục cảnh cường đại, thì ra bọn họ đều tự mình lâm vào trong loại phiền toái tu hành này, không rảnh để ý thứ khác. Con đường phía trước đã đứt. Đây là một câu bồi hồi trong lòng Lâu Cận Thần. Trên đường trường sinh, mỗi một bước đều là bụi gai, giải quyết xong vấn đề thiên địa, bây giờ lại cần tự mình giải quyết vấn đề tu hành của bản thân. Hắn cũng chưa rời khỏi Cự Kình Sơn này, mà là ngồi khoanh chân trên tảng đá lớn kia, nhìn phương xa biển sương mù quay cuồng, quan sát mặt trời mọc hướng đông lặn hướng tây. Hắn không đi cố ý tu hành nữa, mà là đang cảm thụ thiên địa biến thiên. Trên trời mấy điểm ánh sao thưa thớt, mặt đất một mảng u ám. Tiết Bảo Nhi dẫn theo hai đệ tử, đi thẳng về hướng Bắc, năm đó nàng từ Bắc mà Nam hạ, một đường trốn trốn tránh tránh, gặp núi không vào, gặp đêm không đi. Thường kết bạn mà đi với người hoặc thương lữ, tuyệt không tò mò các loại việc lạ xảy ra trên đường, cho nên một đường có kinh hãi nhưng không nguy hiểm tới quần Ngư Sơn. Mà một lần này nàng dẫn theo hai đệ tử đi về phía Bắc, lại là tình hình khác với lúc đó. Tuy sự cẩn thận trong lòng nàng vẫn còn như cũ, nhưng cũng không cần cẩn thận dè dặt như năm đó. Các, nàng không ngồi xe ngựa, cũng không cưỡi ngựa, mà là đi bộ, cũng không cố ý đi chạy đi hoặc quy hoạch tuyến đường. Cho nên liền gặp lúc cần nghỉ ngơi, liền ở bên trái tìm một nơi gần gũi có thể nghỉ ngơi. Tiết Bảo Nhi nhìn một vùng hoang vắng phía trước, nói, năm đó lúc ta đi qua nơi này vẫn có một mảng thôn trang, phân biệt là Đại Vương Trang cùng Tiểu Vương Trang. Oa Tiền Thôn cùng Oa Hậu Thôn, còn có một cái thập hương trấn. Hiện ở nơi này đã một mảng tối đen, không thấy chút khói lửa nào nữa. Sư phụ, vậy chúng ta còn cần đi qua không? Người hỏi là nhị đệ tử của nàng Chu Khinh Vân. Đi thôi, vào xem, năm đó lúc vi sư đi ngang qua, từng hướng một vị đại nương cửa thôn xin một bát nước giếng, đại nương kia còn cho ta một nắm cơm cùng một củ khoai lang hấp chín. Tiết Bảo Nhi dẫn theo hai đệ tử tiến vào thôn phía trước. Cửa thôn có một tấm bia đá mất đầu, trên tấm bia đá có khắc ba chữ Tiểu Vương Trang. Thầy cho ba người dừng ở cửa thôn một chút. Sư phụ, tựa như một người cũng không có. Đại đệ tử Ngôn Tê Hà nói. Không cần kinh hoảng,
các ngươi cũng là người vào tu hành đạo, thủ chặt bản thân, chư tà bất xâm. Tiết Bảo Nhi nói. Các nàng từng bước một đi vào một cái thôn đã hoang vắng này, ở sau khi các nàng tiến vào thôn, đi tới một hộ gia đình nọ Tiết Bảo Nhi trước kia từng xin nước uống. Trong căn nhà đó một mảng tối đen, tay Tiết Bảo Nhi từ trong tay áo lật một cái, trong tay có thêm một tấm gương, trong gương dâng lên một mảng ánh trăng tái nhợt, chiếu vào trong căn nhà kia. Căn nhà đó ở dưới ánh sáng của gương bao phủ. Một cái sân nhỏ là tường thấp do loạn thạch xây thành, bên trên đã mọc đầy cỏ dại. Trong sân có một cái giếng, lúc ấy Tiết Bảo Nhi đó là thấy được một cái giếng này. Mà vị đại nương kia chính là ở bên cạnh giếng lấy nước giặt quần áo, cho nên hắn ở lúc đi ngang qua mới mở miệng xin ngụm nước uống. Bây giờ cái chậu gỗ kia vẫn còn, giếng vẫn còn. Một cái cây tỳ bà bên cạnh giếng cũng có mặt, bên trên đặt xào trúc, còn treo vài bộ quần áo, lại có hai món quần áo rơi dưới đất. Bị nước mưa làm dính đầy bùn đất, hiển nhiên đã có thời gian không ngắn không có người ở. Mà cửa sổ cùng cửa có một số mở, có một số đóng. Hắn nhìn thấy có một tầng da một con rắn lột treo ở trên cửa sổ. Nàng dẫn theo hai đệ tử, đi vào, đẩy cửa ra, mấy con chuột trong phòng nhanh chóng chui vào trong hang. Trong phòng không có người, trên bàn trên đất đã đọng đầy bụi đất. Tiết Bảo Nhi lại tiến vào buồng trong, vẫn chưa nhìn thấy một người. Người trong nhà này, như là chưa từng có, yên tĩnh như chết. Chúng ta hôm nay nghỉ ngơi một đêm ở nơi này đi, Tiết Bảo Nhi nói. Hai đệ tử của nàng không muốn, nhưng sư phụ đã nói như vậy, các nàng cũng không dám nói cái gì. Chương 660, ốm yếu trước cửa quỷ bồi hồi, 2. Cũng may ba người đều là người tu hành, chỉ cần ghép bàn ghế lại, liền có thể làm. Giường, sư phụ, người trong thôn này đi đâu rồi? Nhị đệ tử Chu Khinh Vân hỏi. Không biết, Tiết Bảo Nhi nói. Tiết Bảo Nhi tới bên cạnh giếng, lấy gương trong tay soi về phía trong giếng, nước giếng một mảng tối đen, lộ ra một luồng khí tức sâu thẳm thần bí. Các nàng cũng chưa lấy nước, mà là về tới trong phòng, đóng cửa lại, sau đó ngồi xuống tu hành, hai đệ tử thì nằm ở trên bàn cùng ghế nghỉ ngơi. Lúc nửa đêm, Tiết Bảo Nhi đột nhiên mở mắt, bởi vì nàng cảm giác được không thích hợp, có một luồng khí âm trầm lạnh lẽo ập tới. Cùng lúc, trong tai tựa như nghe thấy một mảng âm thanh ầm ĩ, nàng không khỏi đứng dậy, tới cạnh cửa, mở một cái khe cửa, nhìn ra phía ngoài, bởi vì một căn nhà này chính là ở ven đường, có thể nhìn thấy đầu đường. Sau đó nàng liền nhìn thấy đầu đường một mảng âm khí hội tụ, lại có hoa quang xuất hiện, như là đầu đường kia nối với một thế giới thần bí. Mà thanh âm ồn ào kia, đến từ đầu đường đó. Nàng nhìn thấy có người như là họp chợ từ đầu đường kia đi tới, nàng cẩn thận nhìn, phát hiện những người đó tựa như đều là thôn dân trong thôn này, bọn họ như là họp chợ từ bên ngoài trở lại. Ai nhìn qua cũng rất vui vẻ. Hai đệ tử của Tiết Bảo Nhi cũng đều dậy, ngồi xổm bên cạnh khe cửa nhìn. Sư phụ, bọn họ trở lại rồi. Tiết Bảo Nhi nhẹ nhàng đóng cửa lại, nói, thu liễm ý niệm và khí tức của mình. Lúc này, trước căn nhà nàng ở, có một đại nương, gánh một gánh đồ trở lại. Bọn nhỏ, về nhà. Đại nương kia mở ra cái sọt mình gánh, bên trong thế mà có một đứa bé, Tiết Bảo Nhi nhịn không được từ trong khe cửa nhìn ra. Nàng phát hiện đứa trẻ trong cái sọt kia, mỗi một đứa đều âm khí âm trầm, không giống trẻ con nhân loại. Bản thân bọn nó từ trong sọt bò ra, trên người đều còn có cuống rốn kéo ở trên mặt đất, trên thân cũng không mặc quần áo, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác vô cùng khủng bố. Bọn nó là quỷ, không phải người. Tiết Bảo Nhi cho dù tu hành nhiều năm như vậy, cũng chưa từng trải qua trường hợp khủng bố như vậy, nàng từng thấy không ít tinh quái, lại cũng chưa từng thấy cảnh tượng như thế. Người một thôn, từ âm thế trở về, thế mà mang về nhiều quỷ anh như vậy. Đúng lúc này, đại nương kia ngửi mùi, nói, có khách nhân đến nhà chúng ta, là ai thế? Tiết Bảo Nhi biết không trốn được, liền mở cửa, nói, đại nương, là ta. Ồ, đại cô nương xinh đẹp như vậy, ngươi sao lại ở trong nhà của ta thế? Đại nương kia nhiệt tình hỏi, như nàng năm đó, thanh âm vẫn rất sang sảng. Đại nương, ta đi ngang qua nơi này, thấy trong nhà không có người, lại sắc trời đã tối, liền tự tiện đi vào nghỉ ngơi một phen. Tiết Bảo Nhi nói, không sao, không sao, cô nương, ngươi là trước kia từng tới nơi này xin nước uống nhỉ? Đại nương cười hỏi, đúng vậy, đại nương, ngươi trí nhớ thật tốt. Tiết Bảo Nhi nói,
trong phòng còn có ai thế? Đại nương hỏi. Còn có hai đồ đệ của ta, bọn họ có chút sợ hãi, không dám ra đây. Lúc này Tiết Bảo, Nhi đưa tay gọi các nàng đi ra. Ngôn Tê Hà và Chu Khinh Vân hai nữ đệ tử cũng đều đi ra, chỉ là các nàng nhìn Quỷ Anh bò trên mặt đất, tim gan đều giống như đang run rẩy. Lúc này, các thôn dân kia từ ngoài thôn vẫn đang đi vào trong thôn, có chút dừng lại, hướng về Tiết Bảo Nhi chỉ trỏ. Tiết Bảo Nhi nghe được có thôn dân nói, vệ đại nương thật sự là vận khí tốt. Đại nương kia sắc mặt tái nhợt, như là thiếu màu máu. Thật tốt, ngươi còn dẫn theo hai tiểu cô nương đi cùng, thật sự là người tốt có báo đáp tốt. Năm đó cho ngươi một bát nước, ngươi hôm nay liền mang hai tiểu cô nương mềm mại như vậy cho ta. Đại nương, ngươi lời này có ý tứ gì? Ngươi đã trở lại, vậy thầy trò chúng ta liền phải đi rồi. Tiết Bảo Nhi nói, đi đâu vậy? Ngươi còn chưa báo đáp ta đâu. Đại nương nhanh chóng nói, hơn nữa đưa tay bắt được ống tay áo Tiết Bảo Nhi. Tiết Bảo Nhi chưa tránh đi, nhìn thấy tay đối phương chộp vào trên ống tay áo của mình thế mà có khí đen toát ra. Mà lúc này, trong đôi mắt của đại nương cũng toát ra khí đen. Tiết Bảo Nhi hít sâu một hơi, nói, đại nương, ngươi là có lời gì muốn nói với ta hay không? Ân bát nước của ngươi năm đó, ta đến nay còn nhớ rõ. Mà mấy năm nay, ta cũng học chút bản lãnh, nếu là ngươi có tâm nguyện gì, không ngại nói với ta, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Trên mặt đại nương xuất hiện né dãy ruộng, miệng của nàng lại đang cười, cười quỷ dị, như là có hai ý thức ở bên trong thân thể của nàng đánh nhau. Đại nương, ta có thể giúp ngươi. Tiết Bảo Nhi nói, cứu, cứu mọi người. Đại nương nói xong một câu này, cả người đột nhiên nứt ra. Miệng của nàng phun ra một cái lưỡi thật lớn, như là rắn cuốn về phía Tiết Bảo Nhi. Các bạn vừa nghe xong tập 66 của bộ truyện Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm của tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.